Đồng nghiệp cũ bóc phốt Nhâm Hoàng Khang nghiện, lấy cắp tiền công ty. Hàng loạt chuyện quá khứ của lập trình viên Nhâm Hoàng Khang được netizen chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Nổi tiếng sau phi vụ giúp bà Phương Hằng tìm ra nick ảo VT với số tiền thưởng hậu hĩnh lên đến 1 tỷ đồng, Nhâm Hoàng Khang được cư dân mạng gọi bằng cái tên cậu IT. Cũng từ đây, IT Nhâm Hoàng Khang thổi bùng cuộc thanh tẩy showbiz khi tung ra hàng loạt thông tin chấn động như Hoài Linh chưa giải ngân 14 tỷ, nhóm chat bí mật hay vụ của ca sĩ Phi Nhung chèn ép con nuôi Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, sau khi bà Phương Hằng tuyên bố ngừng hợp tác, thì hai bên có động thái đã kích ngược lẫn nhau. Đến điểm cậu IT đe dọa vợ ông Dũng là vôi, ngưng chửi bới mình trên mạng xã hội, nếu không sẽ công khai sao kê quỹ từ thiện Hằng Hữu. Ngày 4 tháng 10, thông tin Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ và điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, Nhâm Hoàng Khang đã dùng khả năng hiểu biết công nghệ thông tin để thâm nhập vào một mạng máy tính có hoạt động cờ bạc. Sau đó, Nhâm Hoàng Khang đã tống tiền mạng máy tính này khoảng 400 triệu đồng. Ngày 5 tháng 10, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ khởi tố bắt giam với Nhâm Hoàng Khang. Công an cho rằng, Nhâm Hoàng Khang lợi dụng việc quản lý, lưu trữ dữ liệu bảo mật thông tin của cá nhân, những người nổi tiếng, tổ chức. Nhâm Hoàng Khang đã sử dụng các thông tin cá nhân của người khác với mục đích cá nhân hoặc công bố ra ngoài bằng nhiều cách khác nhau, ảnh hưởng đến những cá nhân tổ chức này. Trong sáng cùng ngày, nghệ sĩ Đức Hải xác nhận với Thanh Niên về việc đã nộp đơn lên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo một số đối tượng nặc danh uy hiếp, yêu cầu ông chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang. Từ một coder nổi tiếng trong giới công nghệ sáng tạo nhiều nội dung tiện ích cho người dùng, thế nhưng quá khứ của lập trình viên này cũng không mấy trong sạch. Nhâm Hoàng Khang từng đi tù 3 năm và chấp hành xong án phạt tại trại giam Thủ Đức, tỉnh Bình Thuận vào năm 2018. Được biết thời điểm đó, Nhâm Hoàng Khang bị bắt vì tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy và bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam. Mới đây, netizen đang chia sẻ chóng mặt bài phốt tố cáo cách sống lỗi của Nhâm Hoàng Khang. Cụ thể, tài khoản Facebook LTA cho biết mình là đồng nghiệp cũ với cậu IT khi còn hoạt động trên website nổi tiếng về truyện tranh những năm 2010, ComicVN. Khi mọi người đang tập trung hoàn thiện bộ truyện Phong Vân, thì Nhâm Hoàng Khang đã dùng thủ thuật đánh cắp toàn bộ số tiền ủng hộ cho web, ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng. Đáng phẫn nộ hơn, khi bị lên án, Nhâm Hoàng Khang còn ngang nhiên DDoS, phương pháp tấn công đến server chứa website bằng sử dụng nhiều thiết bị máy tính khác nhau để đánh sập server, khiến công sức anh em đổ vỡ. Sở dĩ anh LTA tố cáo Nhâm Hoàng Khang vì không muốn bà Phương Hằng trở thành nạn nhân tiếp theo. Kèm theo đó, lời khẳng định chắc nịch, đừng bao giờ tin thằng nghiện trình bày. Ngay sau khi Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ, bà Phương Hằng, CEO khu du lịch Đại Nam đã có động thái trên mạng xã hội. Tại đây, bà Phương Hằng chia sẻ, thằng Nhâm Hoàng Khang nó nói nó giỏi công nghệ như thế nào mà nó còn bị bắt, nó chỉ là thằng cô hồ mạng. Vậy thì tất cả những đứa đặt hết niềm tin vào Nhâm Hoàng Khang sẽ tấn công bà Nguyễn Phương Hằng, sẽ xâm nhập vô website, vô tài khoản của bà Hằng của công ty cổ phần Đại Nam sáng mắt ra chưa? Tôi chỉ cảnh cáo nó là một thằng cô hồn mạng, nó nghĩ là không ai đụng được nó nhưng nó đã làm bao nhiêu trò. Và ngày hôm nay, chính nó là cái thằng trả giá. Nó không có ngày về đâu quý vị ơi. Và tất cả những con người đã lỡ nhúng chàm rồi thì không có cơ hội quay đầu đâu. An ninh công an là có thật nha quý vị.